Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh BMT Củ Chi của mình nha. Hôm nay mình đi săn đồ được một cặp loa Paramax nha các bạn. Loa này nghe nhạc karaoke hay lắm. Nhưng mà cái loa nó tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Thì cặp loa này là loa hãng Paramax sản xuất nha. Paramax model nó là B250. Công suất rất là lớn. Công suất nó mỗi lo là 180W lận. Đó, công suất rất là lớn. Lo thì chỉ 2 tắc thôi các bạn. Lo này dòng là B250 là lo đứng ha. Lo đứng 3 đường tiếng, đó, 1 bass và 2 cái chép. 1 chép chung và 1 chép nhỏ. Đó, nó 3 đường tiếng. Thì dòng Paramax này là của Việt Nam sản xuất nha các bạn. Việt Nam nhưng mà mang thương hiệu và công nghệ của Hàn Quốc, nhưng được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nha. Đó, thì dòng Paramax, hãng Paramax này thì âm thanh và chất lượng của nó thì được Việt Nam rất là ưa chuộng nha các bạn. Nó cạnh tranh rất là nhiều luôn. Âm thanh của nó thì nó tương đối rất là hay. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tham khảo cặp loa của mình hôm nay như thế nào ha. Mà cũng khá là buồn. Đây, giờ lại gần coi ha. Thì cặp loa này ngoại hình còn đẹp nha các bạn. Lưới loa còn ok luôn nè. Lưới loa thì cái dòng hãng của Paramax là cái lưới loa, cái lưới vải này là màu xám lông chuột nha các bạn. Màu đó nè. Nhưng mà nó bị xài thời gian lâu á, nó bụi bám rồi này kia thì nó cũng xấu xấu rồi, nó xuống màu rồi, chứ màu nó nguyên còn mới là đẹp lắm. Hùm lo đây, hùm lo thì còn ok luôn, không có nở, không có trầy gì hết nha các bạn. Hùm lo đây, hùm hơi và hùm số nó đây, để mình quay luôn. Đó, hôm số ha. B250. Hôm số thì mình nãy cũng nói sơ hết rồi. Này là kích thước của nó nè các bạn. Đó, kích thước chiều cao, chiều ngang, chiều dọc của lo vậy đó. Đó ra mắt. Cổng lo là cái cổng bằng kim loại nha. Đó, xài thì rất là yên tâm luôn. Cổng cái đuôi nó bằng kim loại. Có tem nè, tem của Việt Nam ha, tem của công ty sóng âm thanh đó, ai thì ai chơi qua thì biết ha. Nói chung hai cái nào cũng còn ok nha các bạn. Đó, cái gột nữa nè các bạn, khá là buồn luôn. Thì cặp này các bạn nhìn thấy gì không? Hai cái chép đã được khai rồi nha. Đó, nó mắc gìn hai cái chép. Ổn ghê. Và một cái low bass bị mọt ăn. Nhưng mà ăn... nó ăn không có hư cái lo. Vẫn còn hạt. Đó, nó ăn vòng vòng ở cái lớp ở ngoài. Ăn ổn ghê các bạn. Nhưng cái này mình khắc phục lại được nha. Đó, mình có thể mình tút sơ là có thể nhìn tạm được, còn sử dụng được, chứ không phải mà tình trạng như vậy mà để mà đi hai màn là rất là ổn nha. Đó, tại màn gin làm lo gin luôn chắc âm nó sẽ rất là ok hơn. Nếu hai màn thì mất cái giá trị của cặp bass. Đây, tháo ra rồi nha các bạn. Hai cái chép này đã được khai. Ổn ghê, cỡ còn đồ gin á thì hết chỗ nói luôn các bạn. Không mà kệ, tại mua đồ cũ mà. Muốn gin đâu ra các bạn. Nhiều khi login mà nó hư thì cũng vậy à. Đó, còn mua login mà nó hư thì cũng vậy, cũng phải sửa. Thì người ta sửa sẵn cho mình thì cũng ok. Để coi bên trong nó coi. Lo này là bị chuột vô nha các bạn. Mút nó cắn hết rồi. Nó mạch cái bộ phân tầng nó ở trong.
mà hình như không có cồn cảm nha các bạn, không có cồn cảm dành cho cái low thấy ghê không? Chuột vô này để mình vệ sinh lại sạch sẽ hết à, gỡ ra cái mình vệ sinh. Thì mấy cái lo này toàn xài cái cáp ghim hết các bạn. Đó, chúng ta tháo gấp rất là đơn giản luôn. Đó, cái xài cáp ghim vô là xong rồi, không có hàng dây gì cho mình. Còn đây là cái củ của cái bát cù bắp đây. Cái màng nó rất là dày nha, nó màng lo dày lắm. Và cái viền nó cũng cái mút mút nó màu đen hôi luôn. Đây củ lo nó, các bạn nhìn củ lo đã chưa, lo 20 nha, nó lo hai tấc củ lo xịn nha các bạn, có đóng mọc ba ra mắt nè. Giờ ở đây nó có ghi đó, nó có ghi Made in Korea là hình như nhập từ Hàn Quốc luôn các bạn ơi, nó hình như là nguyên cái bát nhập nè, nó nhập về đây về Việt Nam, công ty Việt Nam gáp vô hồ à. Còn nó nhập về ha, mập ba ra mắt đẹp lắm, từ bảy mạp củ từ to nè, củ từ to cầm cái bát rất là đầm tay luôn. Cái bên kia gỡ thì có người gỡ rồi nên gỡ lên nó rất là nhẹ, còn cái bên đây nại lên nó có độ keo dính đó các bạn, gắn lâu ngày thì nó cái độ dính nó rất là cứng. Cái bên đây là chưa ai mở hết nè, mình mới mở luôn á. Và lo chép nó có ghi chữ hết luôn, Made in Korea ba ra mắt. Đó, cặp chép này, lo bên đây còn riêng nha, còn hai cái bên đó thì hai giờ uổng quá. Lo đẹp ha các bạn, có chữ chất lượng này quá. Bây giờ gỡ cái bát luôn, cái bên đây là chưa ai mở luôn, đảm bảo luôn. Thế mình gỡ ra mà mình ốc nó rất là bót, ốc bót nhưng mà đẩy cái lo lên nó có độ cứng, độ hít là lâu ngày đây. Đó. Cái bên đây còn rất là đẹp nha, cái con lo nó là con 38 luôn nha các bạn, thấy cái cuốn họng lo này để quay nó như vậy thấy nè. Đó, cái cẩu lo nó rất là to, cẩu nó vậy nè, là cỡ 38 hàng 38 mm, còn 38 con lớn luôn bởi công suất nó rất là lớn, lo này 180W là đúng rồi. Đó. Quá đã, lo này thế vậy chứ để xài biết chừng nào mới hư các bạn. Quá đẹp, quá đẹp. Mình vừa gỡ ra coi cái guộc nó coi sao, nhiều khi chuột rồi nó tha đồ vô đây mình cũng không biết được. Quá là ghê, mắt nó cắn hết miếng mút uổng ghê. Mút này cách âm cái âm ra ấm lắm, bây giờ phải tháo ra bỏ, bỏ vệ sinh sạch sẽ lại, phải vệ sinh sạch sẽ không có gì hết. Và cái mạch lọc nữa nè các bạn, đó, mạch lọc là không có cồn cảm ha, nó có sao quay vậy luôn, lọc không có cồn cảm. Có một con điện trở công suất nè, con này là 4 ôm 10W, 4 ôm 10W nha. Và ba cái tụ thì ba cái tụ này là nó lọc cho hai cái chép đó đó, cái tụ bự hình như là lọc cho cái chép trung ở giữa nha, nó cái tụ bự đó, lọc cho cái chép ở này, hai cái tụ nhỏ thì lọc cho cái chép này. Đó, này về chép trung nè, chép cao chép nhỏ đó, thì cái lo chỉ có như vậy đó, thì có sao thì mình quay cho anh em xem hết ha. Rồi thì cặp này là trình tình trạng nó là hát tốt hết nha các bạn, lo còn hát đánh chép bát gõ ghiền. Tại hai cái chép kia thì không biết lý do sao người ta hai chép mới luôn, hát ok luôn chứ không phải hư gì hết.
thì cặp này mình sẽ vệ sinh từ A tới Z và tút cái hồng lên luôn. Đó. Mình tút cái hồng cho đẹp luôn ha. Và cặp màng thì mình tút luôn. Mình sẽ làm là ok, mình để mình nghe. Cặp này nghe hay lắm các bạn. Rồi, thì video mình đã quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem tham khảo về cặp loa Paramax B205 ha. Thì video mình tới đây cũng kết thúc. Rất là cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video của mình nha. Thì cặp loa này mình sẽ làm là ok và để test nhạc nghe các bạn. Cái cặp loa cao đứng của mình đã bán rồi. Bán cho ông bạn thật kệ, thì mình để là giá gốc cho anh luôn, mình không có lời. Mình về mình kiếm cặp loa khác hay hơn mình nghe. Tại loa kia là loa Việt Nam sản xuất, con nó có 25 à. Đó, bass 2 tắc gửi nhưng con 25. Đó, cặp đó mình bán rồi. Giờ làm cặp này ok là mình sẽ để mình nghe thử máy, test máy rất là hay luôn. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye, giờ hẹn gặp lại ha. Bye bye.